Má Má nhà nhà mọi mọi người người. ghi ghi mà hỏi má nhà. Tìm hiểu thêm về Lý Duyên Khải. Cũng đúng. Ok. Ok, đó là một lý do. Nó làm sao? Cái này cũng là một cái môn trong Phật học. Thường thì vô trung tâm thì mình sẽ nghe duyên hệ không à. Học là có ba môn duyên hệ đó. Duyên sinh cũng quan trọng nữa. Hai cái ha, hồi mình vô bài thì mình sẽ tìm hiểu cái sự khác nhau giữa duyên sinh với duyên hệ. Nó sẽ hỗ trợ cho nhau á, chứ không phải là nó hỗ trợ cho nhau á, là nó mâu thuẫn với nhau, không phải là mâu thuẫn với nhau. Quý cái mạng. Ok. Lớp chị chạy cảm ơn Trang nha, cảm ơn nha. Thì đó là em tìm tìm hiểu một chút để em có thể mình tìm hiểu một chút để mình có thể đưa những cái thứ mà mình cần đưa cho mọi người trước á. Mình có thể đưa những cái thứ mà mọi người cần á trong những cái tiết học sau này. Để cho nó phù hợp với mỗi người, cho nó vô cho nó dễ hiểu, chứ không phải là nó khiến cho mọi người cảm thấy là ngán rồi hiểu cảm thấy chán ngán rồi. Thì bây giờ mình vô, chắc là hôm nay mình sẽ đi từ từ thôi, trong bài một thôi, tại vì cũng chắc cũng còn khá nhiều, cũng còn bên nhà nhà em thì cũng còn anh Tó, một một anh chưa vô thì tức là tuần sau ảnh mới vô, cũng còn sẽ có người tham gia những người mới tham gia trong tuần sau á. Thì hôm nay là mình đi từ từ về một thôi, bài một là vô là chỉ là giới thiệu về cái liên quan tương sinh này là cái gì nhau đồ dễ á, cũng cũng dễ thôi. Thì đầu tiên á là Bát Tích Trá, liên quan tương sinh thì người ta cái pháp liên quan tương sinh này á, thì trong tiếng Pali người ta sẽ gọi là Bát Tích Trá Samuppada. Đầu tiên là mình sẽ vô cái phần một, mình phải vô, mình cần vô định nghĩa Bát Tích Trá Samuppada là cái gì. Thì ở đây Paticca là có nghĩa là bởi vì, hay bởi, hay tùy thuộc nơi, hay là liên quan. Còn Samuppada là phát sanh hay tương sinh. Ok. Để chị phóng bự lên tí. Thấy rõ chưa Trang? Các bạn thấy rõ chưa chị? Ok. Các bạn thấy rõ chưa? Dạ ok. Bởi vì hay bởi hay tùy thuộc nơi gọi là liên quan, còn Samuppada sẽ là phát sanh hay tương sinh. Và gộp lại á thì sẽ có nhiều cái tên dịch ra theo tiếng Việt của cái từ Paticca Samuppada này sẽ là phát sanh bởi vì, hay tùy thuộc phát sanh, hay liên quan tương sinh. Và cái Paticca Samuppada này sẽ nói về cái công những cái công thức mà nhân quả gồm 12 vị trí. Rồi, gồm 12 vị trí và những cái vị trí này sẽ thay nhau là nhân. Cái này là nhân của cái kia. Và cái này là quả của cái kia.
Thì đó là học về cái nội dung về Patichasamutpada đó, thì hiểu mình hiểu cái khái niệm của Patichasamutpada là gì là được rồi, là hãy hiểu là phát sanh bởi vì hay tiểu phát sanh hay là liên quan tương sinh. Cái nội dung là về học về những cái nguyên lý, những cái công thức về nhân quả. Rồi phần tiếp theo sẽ là một cái nhìn mà tổng quan về pháp liên quan tương sinh. Ở đây thì nó sẽ có cái chiều sinh. Chiều sinh là do vô minh làm, mình đọc từ từ, do vô minh làm duyên nên các hành sinh, do các hành làm duyên nên tái sinh thức sinh, tái sinh thức sinh làm duyên nên danh pháp sắc pháp sinh, danh pháp sắc pháp lục sự làm duyên nên lục xứ sinh, do lục xứ làm duyên nên lục xứ sinh. Lục xứ sinh rồi, do lục đây nó sai chúng ta tí, do lục xứ làm duyên nên lục thọ sinh, do lục thọ làm duyên nên lục ái sinh, do lục ái làm duyên nên tứ thủ sinh, do tứ thủ sinh nên nhị hữu sinh. Đó, do nhị hữu làm duyên nên tái sinh sinh, do tái sinh làm duyên nên lão tử sầu khóc khổ ưu ai sinh. Thì chịu diệt thì nó sẽ là cũng, nó cũng diệt từ vô minh đi theo cái dòng cho tới lão tử sầu khóc khổ ưu ai diệt, nó đi theo cái tiến trình đó. Thì kéo xuống ở đây nó sẽ có một cái vòng về liên quan tương sinh cho mọi người dễ hình dung nè. Đây là vô vô minh minh nè, nè, vô vô minh minh duyên duyên hành, hành, hành hành duyên duyên thức, thức, thức thức duyên duyên danh sắc, danh danh sắc sắc duyên duyên lục lục nhập nhập duyên duyên xúc, xúc, xúc xúc duyên duyên thọ, thọ, thọ thọ duyên duyên ái, ái, ái ái thủ, thủ, hữu duyên hữu, hữu hữu duyên duyên sanh, sanh, sanh sanh duyên duyên lão lão tử. tử. À, À cái cái khoan khoan em để em kéo kéo lên lên lại lại cái cái nha. nha. Đây Đây là là cái cái này này nè nè chị. chị. Thủ, Thủ 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 ở ở đây, đây, thủ thủ là là cái cái này này nè nè chị. chị. Thì Thì khi khi mà mà mình mình học học sâu sâu vô vô về về từng từng bài bài thì thì mình mình sẽ sẽ đi đi qua qua cái cái thủ thủ này, này, mình mình sẽ sẽ đi đi ra ra qua qua từng từng cái, cái, em sẽ em sẽ nói nói về về vô vô minh minh là là gì, gì, hành về là vô vô minh minh duyên duyên hành hành ra ra sao, sao, rồi rồi em em sẽ sẽ nói nói là là thủ thủ là là gì, gì, thủ thủ là là gì, gì, thủ thủ duyên duyên hữu hữu ra ra sao sao đó. đó. Thì Thì em em sẽ sẽ vô vô từng từng bài bài và và em em sẽ sẽ nói nói rõ rõ chi chi tiết tiết hơn hơn cho cho chị. chị. Cho Cho chị chị với với Trang Trang biết biết rõ rõ là là nó nó là là cái cái gì. gì. Thật Thật ra ra là là cái chỗ chỗ xúc, xúc từ từ lục lục nhập nhập rồi rồi xúc xúc thọ thọ ái ái này này nè. nè. Thật Thật ra ra là là mình mình có có học học trong trong lớp lớp tài tài năng năng rồi rồi đó. đó. Mình Mình có có học học ở ở đó đó mọi mọi người, người, mọi mọi người người có có nhận nhận ra ra là là mình mình đã đã học học ở ở trong trong cái cái phần phần nào nào không? không? Mọi người Mọi có người có nhận nhận ra ra không? không? Em Em có có nhận nhận ra ra không? không? Chị Chị với với ba ba có có nhận nhận ra ra không? không? Mình Mình học học rồi rồi hết hết rồi rồi đấy. đấy. Thầy Thầy có có lòng lòng ghép ghép vô vô cái cái chương chương trình trình lớp lớp tài tài năng năng á, á, mọi mọi người người đoán đoán coi coi chỗ chỗ là là trong trong cái cái phần phần nào. nào. Thầy Thầy đoán đoán thử thử coi. coi. Rồi, mọi Mọi người người đánh đánh lên lên nha. nha. Đi Đi rùng rùng rợn. rợn. Mình Mình chỉ chỉ cần cần áp áp dụng dụng một một chút chút xíu xíu cái cái chỗ chỗ này này thôi thôi là là mình mình có có một một cái cái bài bài tài tài năng năng mặc mặc một một cái cái bài bài học học mà mà nó nó khá khá hữu hữu ích ích luôn luôn á. á. Em nhớ Nhớ bài bài gì gì không không em? em? Nhớ Nhớ không em? không? Mình Mình không không nhớ nhớ là là mình mình không không có có áp áp dụng dụng được được đâu đâu nha. nha. Vậy Ủa, vậy em em nhớ nhớ cái cái nội nội dung dung là là chỗ chỗ nào nào không? không?
Dạ, Dạ, ok ok chị. chị. Đó Đó là là cũng cũng là là cái cái tên tên thì có có nhiều nhiều cái cái tên tên để để người người ta ta gọi gọi thôi. thôi. Vô Vô từng từng bài bài thì thì em em sẽ sẽ nói nói rõ rõ luôn. luôn. Thế Thế là là mình mình sẽ sẽ đi đi từng từng cái cái mình mình sẽ sẽ đi đi từng từng quân quân minh minh lễ lễ gì gì nha, nha, từng từng cái cái hành hành tố tố nó nó là là cái cái gì gì và và em em sẽ sẽ nói nói là là tại tại sao sao cái cái đó đó sang sang cho cho cái cái đó. đó. Em Em có có thể thể là là không không kịp kịp thời thời gian gian để để em em đi đi theo theo cái cái chỗ chỗ là là những những ví ví dụ dụ như như là là cái cái chỗ chỗ yếu yếu lược lược hay hay là là yếu yếu lược lược một, một, yếu yếu lược lược hai, hai, yếu yếu lược lược ba, ba, yếu yếu lược lược bốn. bốn. Tại Tại vì vì cái cái khóa khóa của của mình mình nó nó có có 12 12 buổi buổi à, à, mà mà em em nghĩ nghĩ là là nói nói mà mà mình mình nói nói cái cái dài dài ra ra thêm thêm nữa, nữa, tại tại vì vì cái cái vì vì nó nó dính dính dáng dáng với với rất rất nhiều nhiều tri tri thức, thức, em em còn còn phải phải gom gom phần phần học học căn căn bản bản vô vô để để nói nói lại lại cho cho mọi mọi người người có có thể thể dễ dễ hình hình dung dung nữa. nữa. À, À, ok. Cũng đúng. nhưng Nhưng mà mà cái cái quan quan trọng trọng ở ở đây đây á á là là cái cái chỗ chỗ xúc xúc hay hay thọ thọ hay hay ái ái thì thì mình mình sẽ sẽ ôm ôm vô vô cái cái bài, bài, điều điều chỉnh chỉnh cảm cảm xúc xúc cho cho Rock Rock Tài Tài Năng Năng á á mọi mọi người người nhớ nhớ không? không? Là Là ví ví dụ dụ như như là là có có cái điều chỉnh, cái cách cách điều điều chỉnh chỉnh cảm cảm xúc xúc thứ thứ nhất nhất á á là là khi khi mà mà mình mình một một cái cái đối đối tượng tượng nào nào đó đó mà mà mình mình cảm cảm thấy thấy mình mình sân sân lên lên hay hay là là mình mình cảm cảm thấy thấy mình mình bất bất tội tội với với cái cái người người đó đó thì thì mình mình sẽ sẽ làm làm đúng đúng rồi, rồi, mình mình cắt cắt chỗ chỗ thì thì khi khi mà mà mình mình gặp gặp cái cái đối đối tượng tượng mà mà mình mình cảm cảm thấy thấy mình mình không không thích, thích, mình mình có có thể thể là là mình mình xúc xúc là là mình mình không 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 muốn muốn thấy thấy người người đó đó nữa, nữa, không không muốn muốn thấy thấy cái cái vật vật đó đó nữa, nữa, không không muốn muốn thấy thấy cái cái cảnh cảnh đó đó nữa. nữa. Mình Mình cắt cắt xúc xúc á, á, mình mình cắt cắt xúc xúc để để mình mình không không sinh sinh thọ thọ ra, ra, không 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 sinh sinh cái cái thọ thọ mà mà thọ 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 ưu ưu buồn, buồn, không không sinh sinh cái cái thọ thọ đó đó ra. ra. Đó Đó là là chỗ chỗ ứng ứng dụng dụng vô vô cái cái chương chương trình trình lớp lớp tài tài năng năng ngay ngay chỗ chỗ bài bài điều điều chỉnh chỉnh cảm cảm xúc, xúc, đó đó là là một một cái cái chỗ chỗ đó. đó. Thì Thì quay quay lại lại ở ở đây đây mình mình cũng cũng nói nói sơ sơ về về cái cái bối bối cảnh, cảnh, cái cái bối bối cảnh cảnh của của cái cái bài bài à. à. Của Của cái cái bối bối cảnh cảnh của của cái cái bài bài à. à. Của Của cái cái pháp pháp Paticca Paticca Samuppada Samuppada Bà Đá Đá này này nha, nha, là là khi khi còn còn là là Bồ 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 Tát Tát thì thì Đức Đức Phật Phật đã đã biết biết đến đến Pháp Pháp Nhân Nhân Sinh Sinh vì vì Ngài Ngài đã đã thực thực tập tập thiền thiền minh minh sát sát niệm niệm xứ xứ Vipassana Vipassana về về những những hành hành tố tố vi vi chi chi của của 12 12 nhân nhân viên. viên. Và Và cái cái khi khi Ngài Ngài thực thực tập tập khi khi Ngài Ngài thực thực tập tập cái cái thiền thiền minh minh sát sát niệm niệm xứ xứ này này là là vào vào cái cái đêm đêm ngày ngày hành hành đạo, đạo, trước trước khi khi Ngài Ngài giác giác ngộ ngộ thì thì Ngài Ngài đến đến như như cái cái cội cội cây cây bồ bồ đề đề ngồi ngồi xuống xuống và và hạ hạ quyết quyết tâm tâm rằng rằng dầu dầu máu máu cạn cạn thịt thịt khô, khô, chỉ chỉ còn còn da da bọc bọc xương, xương, Ngài Ngài cũng cũng không không bao bao giờ giờ rời rời khỏi khỏi cái cái chỗ chỗ này này đến đến khi khi mình mình thành thành đạt đạt chánh chánh quả. quả. Và Và như như thế thế là là Ngài Ngài ngồi ngồi hành hành thiền thiền suốt suốt đêm, đêm, và và vào vào cuối cuối canh canh cuối cuối đi đi mấy mấy thì thì Ngài Ngài lần lần lượt lượt hành hành thiền thiền minh minh sát sát niệm niệm xứ xứ trên trên các các nhân nhân duyên duyên của của 12 12 nhân nhân duyên duyên trong trong 45 45 năm năm hoằng hoằng pháp pháp của của mình, mình, thì thì Ngài Ngài vẫn vẫn thường thường hay hay giảng giảng lại lại cái cái bài bài pháp pháp liên liên quan quan trung trung sinh sinh này, này, và và nó nó được được bàn bàn rõ rõ trong trong các các bài bài kinh kinh là là như như là là bài bài kinh kinh tương tương ưng ưng nhân nhân duyên duyên nè, nè, ở ở trong trong tương tương ưng ưng bộ bộ kinh kinh là là kinh kinh Phật Phật tự tự thuyết thuyết trong trong tiểu tiểu bộ bộ kinh kinh và và kinh kinh đại đại bổn bổn trong trong trường trường bộ bộ kinh, kinh, kinh kinh đại đại viên viên cũng cũng trong 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 trường trường bộ bộ kinh kinh luôn. luôn. Thì Thì đó đó là là những những cái cái bài bài kinh kinh mà mà có có nhắc nhắc đến đến pháp pháp lý lý duyên duyên khởi khởi hay hay là là pháp pháp Paticca-samuppada Paticca-samuppada này, này, thì thì thật thật sự sự là là Đức Đức Phật Phật chỉ chỉ nói nói trong trong bài bài kinh kinh là là về về pháp pháp duyên duyên khởi khởi này này thôi thôi hay hay là là pháp pháp liên liên quan quan trung trung sinh sinh này này thôi, thôi, nhưng nhưng mà mà mình mình có có thể thể giảng giảng giải giải theo theo vi vi diệu diệu pháp pháp vẫn được, vẫn được. Nếu Nếu như như mà mà trong trong cái cái quá quá trình trình mà mà mọi mọi người người muốn muốn trong trong quá quá trình trình học học thì thì mọi mọi người người muốn muốn diễn diễn giải giải theo theo cái cái kiểu kiểu kinh kinh thì thì mọi mọi người người có có thể thể nói nói ra ra kinh kinh thì thì em em cũng cũng thì thì mình mình cũng cũng giảng giảng giải giải theo theo cái cái kiểu kiểu kinh kinh để để mọi mọi người người dễ dễ
mình nói với mặt mình giảng là cái gốc là sẽ lấy từ những cái bài kinh để cho mọi người dễ hiểu á, mình chỉ ngữ qua. Còn nếu như mà mọi người cảm thấy ok là muốn mình nói theo cái kiểu so sánh với vi diệu pháp cái chỗ đó nói làm sao, ok mình em vẫn có mình vẫn có thể giảng giải ra được cái chỗ đó, thì nếu như mọi người yêu cầu mình cái điều đó nha. Quan trọng là cơ bản là mọi người vẫn phải em cần mọi người là hiểu hiểu được cái đó, cái hiểu được. Em muốn giảng giải một cách đơn giản nhất để mọi người hiểu là cái liên quan đương sinh này nói về cái gì. Cơ bản là nên là em chọn cái cách là hạn chế đưa cái vi diệu pháp vào nói nhiều. Bởi vì sẽ có Trang nè, Trang chưa học nhiều về vi diệu pháp đúng không em? Ừ, dạ được. Mà nó nếu như mà giảng dễ là nó kéo dài là dữ lắm luôn á chị, giảng hơn 12 buổi luôn, nên là cái chỗ nào mà chị cảm thấy là ok em cần thiết nhất á, em chuyển qua cái chỗ vi diệu pháp thì em chuyển qua vi diệu pháp. Em giảng một cách em cố gắng giảng một cách dễ hiểu nhất, nếu như mọi người không hiểu thì hỏi lại em liền nha. Cũng đang thực tập thôi. À, em sẽ kiếm cách để chuyển ngữ để mọi người dễ hiểu nhất. Trang dạ đúng nha kìa. Đi nha, đi. Kiếm tiết vi diệu pháp học nha, còn học căn bản học đi, sẽ nói sơ về vi diệu pháp. Thì đây là những cái bài kinh trong có nhắc đến liên quan tương, có nhắc đến pháp liên quan tương sinh. Rồi thì mình đã xong cái phần tổng quan về liên quan tương sinh rồi, tới cái phần câu hỏi này. Câu hỏi mọi người có thể câu hỏi là duyên sinh và duyên hệ khác nhau như thế nào, mọi người có thể gõ lên cho em biết gõ lên cho mình biết là cái duyên sinh và duyên hệ khác nhau như thế nào không. Người gõ lên thử coi, mọi người gõ lên thử coi, tại vì mình cũng học duyên hệ rồi nè, mình cũng nãy em cũng nói là duyên sinh nói về cái gì rồi, mọi người đánh lên thử coi duyên sinh và duyên hệ khác nhau như thế nào mà nó thật sự là nó bổ trợ cho nhau, nó bổ trợ cho nhau chứ không phải là nó không hưởng nhau. Mọi người đánh lên thử coi, mình đánh lên để biết cách, mình biết cũng một phần là mình biết tại sao mình còn phải học hai cái luôn chứ. Mai với Trang có đánh lên thử được không? Mọi người thôi vậy cái chỗ này em mấy chút nha. Duyên sinh nó sẽ nói là về chị bé ba có câu trả lời là liên hệ là sự liên hệ giữa các duyên, sự liên hệ giữa duyên với đời sống. Ok, duyên sinh là nguyên nhân sanh ra duyên đó. Nhân sanh ra duyên đó hả? Trang có đánh lên không em? Để dạ ok, đây là đáp án của chị ba. Rồi Trang, Trang thì sao? Trang nghĩ sao? Rồi Trang đánh lên tí nha. Thoải mái thôi, thoải mái thôi, không có áp lực, áp lực đâu.
Mà chị với với ba ba em làm nói rõ giúp cho em em chỗ chỗ là là nguyên nguyên nhân nhân sanh sanh ra ra duyên duyên đó đó là là sao sao được được không? không? Em Em chưa chưa hiểu hiểu cái cái chỗ chỗ đó, đó, tại tại sao sao mà mà nguyên nguyên nhân, nhân, nguyên nguyên nhân nhân thì thì em em nghĩ nghĩ phải phải sanh sanh ra ra kết kết quả quả chứ. chứ. Tại Tại sao sao nguyên nguyên nhân nhân lại lại sanh sanh ra ra duyên duyên đó? đó? Nhân, Nhân, nhờ nhờ duyên duyên mình mình mới mới sinh sinh ra ra kết kết quả quả chứ. chứ. Trang ơi, Trang Trang thêm thêm một một phút phút nữa nữa nha. nha. Tí Tí nữa nữa nha, nha, thêm thêm một một phút phút nữa nữa nha. nha. Cố Cố lên lên Trang Trang ơi, ơi, cố cố lên. lên. Duyên Khởi thêm nghĩa là cái gì khởi lên cái duyên ấy. Ok. Rồi ok. nãy Giờ giờ tưởng tưởng đâu đâu đánh 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 cái cái tin tin nhắn nhắn gì gì nữa. nữa. Mà Mà đánh đánh lên lên kìa. kìa. Chừng báo phút luôn nha. Bà đánh vô đây nè, đó, coi được không? Còn Còn liên duyên hệ hệ thì thì em nghĩ nghĩ là là mối mối liên liên hệ hệ giữa giữa các các duyên duyên với với nhau. nhau. Ok, Ok. ok. Rồi, Rồi, bây giờ mình mình sẽ sẽ nói nói kết kết quả quả nha. nha. Là Là duyên duyên sinh sinh sẽ sẽ nói nói về về cái cái sự sự sẽ sẽ nói nói về về cái cái nguyên nguyên lý lý nhân nhân quả quả là là bởi bởi ví ví dụ dụ nha, nha, mình mình ví ví dụ dụ theo theo mình mình ví ví dụ dụ một một chút chút là là bởi bởi vì vì khi khi cái cái này này có có mặt mặt thì thì cái cái kia kia sẽ sẽ có có mặt, mặt, do do cái cái này này sinh sinh thì thì cái cái kia kia sẽ sẽ khởi khởi sinh. sinh. Nó Nó tóm tóm lại lại là là mọi mọi vật, vật, mọi mọi sự sự vật vật sanh sanh khởi khởi thì thì sẽ sẽ đều 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 nó nó sẽ sẽ đều đều tùy tùy thuộc thuộc vào vào một một số số vật. vật. Thì Thì ở ở đây đây mình mình có có thể thể chia chia là là về về nè. nè. Duyên Duyên sinh 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 em, em, mình mình để để em em nói nói lên lên đây đây nè. nè. Duyên Duyên sinh sinh mọi mọi sự sự vật vật sanh sanh khởi khởi đều đều tùy tùy thuộc thuộc vào vào một một số số sự sự vật vật khác. khác. Ở Ở đây đây nó nó sẽ sẽ có có một một cái cái bài, bài, một một cái cái sự sự hay, hay, nó nó sẽ sẽ có có một một cái cái bài, bài, bài bài kệ kệ để, để, không không phải phải là là bài bài kệ, kệ, nó nó sẽ sẽ là là một một cái cái câu, câu mấy mấy câu câu mệnh mệnh đề đề đó, đó, nó nó lượng lượng lý lý học học một một chút chút để để giải giải thích thích về về duyên duyên sinh sinh mà mà nó cũng cũng khá khá dễ dễ hiểu hiểu hà, hà, thì thì mọi mọi em em đánh đánh lên lên cho cho mọi mọi người. người. Em Em thì thì nó nó dễ dễ hiểu hiểu hơn, hơn, cái cái này này nó nó dễ dễ hiểu hiểu hơn hơn nè, nè, là là bởi bởi vì vì a a phát phát sanh sanh nên nên b b phát phát sanh. sanh. Đó, Đó, bởi bởi vì vì b b sanh sanh nên nên c c phát phát sanh. sanh. Khi Khi nào nào không không có có a a tất tất nhiên nhiên không không có có b, b, khi khi nào nào không không có có b b tất tất nhiên nhiên không không
Có J. Thì đó là nói về duyên sinh. Ở đây em sẽ cho một cái ví dụ thử nha. Ví dụ như là ví dụ như là mình có một cái hạt xoài. Mình có hạt xoài. Hạt xoài sẽ là A. Cây xoài là B. Quả xoài đó là C. Thì phải vậy là A hạt xoài phát sanh, phải có hạt xoài thì mới có cây xoài, mới mà có cây xoài thì mới có quả xoài. Đó là từ đây là đại diện cho cái hai cái mệnh đề đầu tiên, về hai cái mệnh đề đầu tiên khi nói về pháp liên quan tương sinh, khi nói về duyên sinh nè. Còn cái mệnh đề còn hai cái mệnh đề còn lại á, là cũng là khi mà mình không có hạt xoài mình làm như có cây xoài, và mình không có cây xoài mình làm như có quả xoài. Thì đó, mọi người có nắm được cái chỗ duyên sinh này chưa, là nói về cái nếu như mà một sự vật phát sanh thì sẽ có một cái gì đó làm nguyên nhân để cái sự việc ấy phát sanh. Thì mọi người có thể cho em cái ví dụ cái chỗ này được không? Ví dụ giống như cái mệnh đề này, mà giống như là cái ví dụ nãy cho nè, về cái mệnh đề này. Ví dụ lên đi mọi người, tụi lên đi chị, bye bye với Trang. Mình nắm được cái chỗ duyên sinh này không á? Dụ đi. Xong xong chỗ này thì em sẽ nói tiếp cái chỗ duyên hệ sẽ ra sao nha. Duyên hệ sẽ như thế nào? Khác khác cái duyên sinh chỗ nào? Sinh. Người phải hãy thử đặt ABC giống em. Rồi xong cái mình đánh theo cái mệnh đề. Đầu tiên là bởi vì A. Bởi vì A phát sanh nên B phát sanh. Bởi vì xoài có nên cây xoài có. Bởi vì cây xoài có nên giống xoài có. Ở nên quả xoài có. Đó, mình có thể đánh theo như vậy đó. Cái này cũng không luận lý lắm đâu. Nghĩa là như vậy dễ hiểu mà anh. Ví dụ về lớp học bữa nay nè, bởi vì có chị. Tủ nè, không có mẹ mình thì cũng không có mình, không có cha mình, không có mình luôn, không có cả cha lẫn mẹ mình, lại càng không có mình. Mẹ không có mẹ mình thì cũng không có mình, vậy mẹ mình sẽ là nguyên nhân có mình. Không có cha mình thì cũng không có mình luôn, mình cũng là nguyên nhân để có mình, mà không có cha lẫn mẹ mình thì lại càng không có mình. Cha lẫn mẹ là nguyên nhân để không có mình. Ok. Ok. Nắm bắt được. Anh muốn cho một cái ví dụ này đó cho nó gắn gắn với cái buổi học ngày hôm nay. Để ba có ví dụ không? Ví dụ này, nào gửi lên không chị? Cái học cho nó sinh động chút xíu, cho em vui. Như cái lớp học của mình hôm nay à.
không có ngoại thì không có mẹ, có mẹ thì không có mình. Đâu cũng được, cái ví dụ này cũng được. Có ngoại thì không có mẹ, không có mẹ thì không có mình. Ok, một ví dụ. Mấy ba ơi, chị đâu rồi? Chị ví dụ không? Chị có đưa ví dụ. Anna, không chị ơi. Chắc em đi tiếp viên sao luôn nha. Hồi có gì đi. Ủa em đi tiếp viên hệ luôn nha. Rồi có gì hồi chị cho ví dụ viên sinh với viên hệ luôn nha. Có hoa xoài. Không có xoài non. Xoài non. Không có xoài non. Thì không có xoài chín. Ok. Ok chị. Ok. Rồi, ok chị, không có sợi non thì không có sợi chín, ok. Rồi, mọi người đã nắm được cái nguyên lý của nhân sinh rồi đúng không? Rồi nắm được rồi nguyên lý của nhân sinh rồi đúng không mọi người? Là phải có cái này thì mới có cái kia. Phải có nguyên nhân này thì mới có kết quả kia. Đó. Rồi, giờ mình qua tiếp duyên hệ nha. Nuôi duyên hệ. Thì duyên hệ nó sẽ nói về các sự vật, việc sẽ liên quan như thế nào, theo đường hướng nào, theo điều kiện nào. Nó chấm đi đó. Không, không, theo điều kiện nào, nói chung là theo một cái cách thức nào đó. Rồi, ví dụ mình sẽ lấy lại cái ví dụ ở trên. Ví dụ như là đây có cây xoài thì mình sẽ cần những cái tác nhân nào và hạt xoài để có cây xoài. Cây xoài thì cần hạt giống, không, ngoài hạt giống ra, mình cần hạt giống nè, là một thứ để hạt giống mà, để hạt giống mà cho ra cây thì mình sẽ cần gì? Cần người chăm sóc, cần ánh nắng để nuôi dưỡng cây, cần phân bón thì đây và chấm, đây là những điều kiện để từ hạt giống cho ra, từ một cái hạt giống xoài để cho ra cây xoài. Đây chính là những điều kiện. Em ví dụ về tổng kết lại, em ví dụ về một cái lớp đi, một lớp học đi, về cái lớp học ví dụ như là có nói về ví dụ về nhiên nhiên sinh trước là có chị bé ba, có chị bé ba và thì trang thì mới thì lớp học liên quan ương sinh ngày hôm nay mới được hình thành. Vậy duyên hệ, nếu mà cái duyên hệ ở đây thì phải là cái chỗ đồng sanh duyên không? Mọi người có biết đồng sanh duyên không? Sanh duyên là ví dụ như là khi mà có một trẻ ra đời lập tức có một người gọi là cha, một người gọi là mẹ. Đó, đó là duyên hệ. Còn ở đây thì chị bé ba
Chị bé Ok. ba Nhờ. nhờ chị bé ba bé ba và chị Giang Giang lớp học đó. Với nhau đó, đó là sự cái này là nhầm cái này là kết quả đó. Thì từ những cái ví dụ từ từ cái ví dụ duyên hệ duyên duyên sinh ở trên thì Trang có thể cho chị một cái ví dụ về duyên hệ được không? Rồi chị bé ba chị Trang ví dụ duyên duyên sinh và duyên hệ một lượt luôn được không chị? Đừng lấy sỏi nha, mình có thể lấy cái bánh xèo cũng được nữa. Bánh xèo á, rồi bánh gì bánh tùm lum lá trơn á. Đổ, nói có bột bánh xèo mình mới nói là dạ ok, để cơ thể khỏe mạnh thì cần có thức ăn đủ chất dinh dưỡng, môi trường sống trong lành. Khỏe mạnh cơ thể, có một cơ thể khỏe mạnh. Ok chị. Để cơ thể khỏe mạnh thì cần có thức ăn đủ thôi. Chị đánh ví dụ chị đánh với em là duyên sinh chỗ nào duyên hệ chỗ nào không mình giảng giải ra chút xíu mình cũng tập cách thành văn luôn nè, mình diễn giải ra chút xíu nữa chị vậy đó, giải ra duyên sinh duyên hệ ra một chút xíu nữa. Đúng rồi em, đúng rồi. Em có thể cho một ví dụ mới luôn cũng được nữa. Tại vì cái ví dụ này là cha mình có mình thì nó cũng là một cái đồng sinh viên rồi đó. Cũng như là có mình, cũng như là có mình thì lập tức có một người là cha mình thì đó cũng là đồng sinh viên rồi. Có một người là cha mình, có mình thì lập tức có một người là cha mình thì đó cũng là đồng sinh viên. Thì em có thể một cái ví dụ khác. Ví dụ khác nói về kiểu câu sanh nguyện duyên hay là tiền sanh nguyện duyên hay là nguyện duyên mình học ở trong duyên hệ ứng dụng rồi nè, mình đưa vô à, đúng rồi đó. Người nhắn tin lên một chút đủ rồi, hai viên đó mà chị, để em suy nghĩ nha. Câu sanh quyền duyên à, ví dụ như là duyên sinh thì nguyên nhân ở đây nó sẽ là câu sanh nguyện duyên nguyên nhân à. Cũng
là cái em sẽ lấy lại cái ví dụ là cái ví dụ lớp học đi. Em cho một cái ví dụ về câu tranh quyền viên ở đây. Câu tranh quyền viên đây nè. Là nhân sinh nhân cứ đánh lên nha em, cứ đánh lên nha, có gì phải nói. Khi mình đi học mình đi học và mình với các bạn đi học thì đây là ngon thì có một cái thì nếu mình muốn khi mình với các bạn đi học lớp bổ trợ, nếu mình muốn thầy hay cô giảng theo theo giảng giảng theo cái việc mà mờ hướng đối tượng vào mình, hướng theo cái việc hướng đối tượng vào mình thì không, ở đây là ở đây mới là nguyên nhân rồi. Cái này là kết quả nha, kết quả thì mình phải năng động đặt câu hỏi. Đây là kết quả. Mình trong một cái lớp học nhiều học sinh thì mình cần phải năng động đặt câu hỏi. Ủa? Năng động đặt câu hỏi là nguyên nhân. Đây là kết quả. Rồi. Bỏ cái chữ nguyên nhân này đi. Rồi hai, liên hệ thì mình phải cần dùng mình dùng câu tranh quyền viên để mình có thể kết nối, để mình dùng câu tranh quyền viên là bằng cách nếu mình muốn thầy cô giảng theo cái việc hướng đối tượng của mình trong một cái lớp học nhiều học sinh kết quả thì mình phải năng động thì đợi đợi em chút, đây là cái kết quả đúng rồi.
Còn cái nguyên nhân thì còn cái nguyên nhân thì mình phải là mình đặt câu hỏi. Thì nếu thì mình phải năng động trong lớp, mình phải năng động trong lớp thôi. Nhưng mà mình dùng câu mình phải năng động trong lớp thì đó là nguyên nhân, nhưng mà mình sẽ dùng cái câu sanh nguyện viên là bằng cách mình năng động bằng câu sanh nguyện viên là năng động bằng cách đặt nhiều câu hỏi nè, nhiều câu hỏi, nhiều câu hỏi là mình dùng câu danh nguyện viên là năng động bằng cách đặt nhiều câu hỏi để có được cái kết quả trên đó, là mình đang dùng liên hệ. Cho một cái ví dụ về cái câu danh nguyện viên đó chị, thấy à, thấy có ổn không chị? Ơi, chị thấy ổn không? Cho ví, em cho một ví dụ như vậy đó. Dạ. Ok. Em cho một ví dụ như vậy rồi thì chị thử cho một cái ví dụ với viên khác. Nếu như mà chị thấy hai cái viên này nó quá phức tạp thì chị có thể cho một cái viên khác ví dụ đi. Ví dụ quá chị. Tự như là nhân viên cũng được, tình cận nhân viên cũng được. Mình cho cái ví dụ khác nó dễ hiểu hơn. Để chị đọc cái câu hỏi của Trang, đọc câu ví dụ của Trang nha. Là ví dụ trong một gia đình có mỗi người cha đi làm nuôi cả nhà, làm trụ cột, xin quyền viên. Thời gian sau, người cha đó tuổi già sức yếu thì được những đứa con quay lại, những đứa con trở thành quyền viên. Những đứa con quay lại, những đứa con trở thành quyền viên. Người cha chỉ còn là tiền sanh viên. Đứa con trở thành quyền viên. Người cha chỉ còn là tiền sanh viên. Rồi cái duyên sinh chỗ nào vậy Trang? Cái này á, okay, cái này là cái duyên hệ là ổn rồi đó. Nhưng mà cái duyên sinh á, duyên sinh là chỗ nào á? Ok. Rồi chị bé ba, chị bé ba có cho em một ví dụ được không chị? Dạ, ok chị, ok. Sao mình từ tiếp này mình là quen thoải mái thôi. Sao? Thời trang,
Lại kêu một tí, lại chỉ vào một tí. Mình đợi thêm 2 phút nữa nha. Mình đợi thêm 2 phút nữa. Em đánh án bằng thường là Trang hay có cái tánh là đánh là phải đánh dài, diễn dài. Đó, em gửi cho chị thử một đoạn văn mà chị thấy hết hồn. Cho ví dụ gì mình cũng có thể là một cách để mình tập trình bày, là mình tập mình thành văn sao cho hát nó dễ hiểu, nó nghĩ đây cũng là một cách để mình học mình chỉnh sửa cái cách của mình mọi nơi mà, đúng không mọi người? Nhân sinh, người cha sinh ra trước nên có đủ năng lực để phải gánh vác gia đình. Những đứa con muốn gánh vác được gia đình mình, hết quả. À, người cha là nguyên nhân. Ra trước nên có đủ năng lực để gánh vác gia đình. Những đứa con muốn gánh vác được gia đình kết quả thì phải đợi đạt đến một thời điểm nhất định có đủ năng lực, hoặc là người cha không còn gánh vác nổi nữa là nguyên nhân. Hơi rối nha, nó là hơi rối rồi đó. Nói là người cha ra trước thì nó mới có đủ năng lực có thể gánh vác được gia đình đâu. Người cha sinh ra trước mà người cha còn phải có năng lực gánh vác được gia đình thì mới gánh vác được gia đình chứ, đúng không? Thì bài hỏi này có giảng cho ký rồi đó. Thì Trang hơi dụ như không có đủ năng lực gánh vác gia đình thì phải có một người khác thay thế chứ. Trời, tự gói luôn. Rồi những đứa con muốn gánh vác được gia đình mình kết quả thì phải đạt đến một thời điểm nhất định đủ. Rối nha, hơi rối nha. Thì phải đợi đến đạt đến một thời điểm nhất định có đủ năng lực, hoặc là người cha không còn gánh vác nổi nữa. Nhân là người cha, chở trên là cho người cha có đủ năng lực gánh vác được gia đình luôn nha. Người cha, nhưng mà người cha không còn gánh vác nổi nữa thì là nguyên nhân. Nhân và kết quả là những đứa con. À, em cần phải sửa là nếu như mà người cha không còn gánh vác nổi nữa thì khi mà những đứa con, thì đứa con nào có đủ năng lực gánh vác gia đình thì sẽ lên gánh vác gia đình. Cái kết quả cha không còn gánh vác nổi nữa thì đứa con nào phải có đủ năng lực làm cái chuyện gánh vác gia đình thì mới làm được cái, thì mới làm cái chuyện đó. Đó là cái kết quả. Ok không Trang? Ok ha. Đó là cái nguyên nhân và cái kết quả cho cái phần này. Chị cha già rồi thì đứa con lên đó chị. Ok, ok. Rồi. Rồi.
Rồi, bây giờ cũng Còn còn lại lại có có 4 4 phút phút rồi rồi thì thì mọi mọi người người sao sao cái chị chị với bye ba bye chị chị với bye ba ba à, em em đợi đợi chị chị nhắn nhắn tin tin lên lên rồi rồi em em nói nói chút chút nha, nha, em em nói nói chút chút nha, nha, thì thì em em hỏi 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 Trang Trang chút, chút, hỏi hỏi Trang Trang rồi rồi hỏi hỏi chị chị với với ba ba nhắn nhắn tin tin lên lên sau sau nha, nha, là là sau sau cái cái buổi buổi học học đầu đầu tiên tiên á á mọi mọi người. người. Dạ, Dạ, ok, chị. Sau ok, cái ok, ôi, liền liền luôn luôn hả hả chị? chị? Ngay Ngay liền liền luôn luôn hả hả chị? chị? À, dạ, Dạ, không không sao. sao. Sau Sau cái cái buổi buổi học học đầu đầu tiên tiên đó đó, thì thì Trang Trang cảm cảm thấy thấy là là bài bài đi đi có có dễ dễ hiểu hiểu không không Trang? Trang? Chị Chị một một tí tí nhận nhận xét xét nha, nha, bài bài đi đi thì thì nó nó có có dễ dễ hiểu hiểu so so với với em em không? không? Nó Nó có có nặng nặng gì gì không? không? Hơi Hơi nhanh. nhanh. Cái Cái khúc khúc mà mà nói nói về về lý lý thuyết thuyết đó đó đúng đúng không? không? Ok, Cái cái khúc khúc và cái khúc lý lý thuyết thuyết đó đó đúng đúng không? không? Đó. Bữa nay em hình hình để Để chị chị copy copy lên, lên, chị chị copy copy cái cái bài bài lên lên nha. nha. Để Để cho cho em em coi coi lại lại nha. nha. Máy Máy chị chị kéo kéo lên lên nè, nè, rồi rồi em em chụp chụp lại lại nha. nha. Em Em cũng cũng phải phải nắm nắm cái cái lý lý thuyết thuyết này này một một chút chút xíu, xíu, nắm nắm cái cái bối bối cảnh cảnh của của nó nó một một chút chút xíu xíu á. á. Rồi, Rồi, rồi. em Em chụp chụp đi, đi, em em chụp chụp đi. đi. Này thì nó không quan trọng lắm. À, em có thể chụp cái chỗ này nè. Để em tìm, nếu như mà em thắc mắc cái bài kinh đó thì em bối cảnh thì em cũng phải chụp được. Rồi, lại cái bài kinh này nè. Mình có thể tìm cái chỗ, cái nguồn gốc của nó mà mình đọc sau á. À, mình có thời gian, mình có thể đọc sau bài kinh. Đó là một cách để mình điều hòa cảm xúc như cô My. Ờ đúng rồi em, cái đó là giống trong cái vòng á. Cái vòng đây. Thì sinh là nó sẽ đi, nó đi từ vô minh tới hành thức danh sắc, đi từ từ quay ra tử. Nguyên Mình nhân duyên